Hiện nay mình đang là phó giám đốc trung tâm quy hoạch xây dựng 2 của Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia, và công việc hàng ngày của mình là tư vấn thiết kế về mảng quy hoạch xây dựng. Hiện nay thì tôi cũng đang có nghiên cứu một vài các cái đồ án, đặc biệt là cái khu vực mà vùng đồng bằng sông Cửu Long, vùng sông nước Cần Thơ. Nói thật là rất là bất ngờ, bởi vì nghĩ là lúc đầu cái giải thưởng này chỉ dành cho kiến trúc sư công trình thôi, thế và rất là ít công ty kiến trúc sư quy hoạch có thể tham gia, và rất là hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc. Các bạn biết ấy, là vùng Tây Ninh là cái vùng mà nắng nóng rất là nhiều đấy, và chính vì vậy mà khi mà nhận được cái đề bài này thì chúng tôi nghĩ ngay tới là việc phải tận dụng các cái yếu tố tự nhiên như là nước này, rồi tận dụng những cái địa hình mà sẵn có không can thiệp nhiều, những cái khu vực mà cao thì chúng tôi bố trí các cái mật độ xây dựng công trình nó cao hơn, và những cái khu mà thấp trũng thì chúng tôi là ưu tiên bố trí các không gian xanh. Cái nữa là chúng tôi giữa cái khu ở hiện trạng và khu ở mới, chúng tôi cái cấu trúc của họ, của hai khu vực đấy, chúng tôi liên kết lại với nhau tạo thành một tổng thể hài hòa. Có lẽ chính vì thế mà ban giám khảo cũng đã đánh giá cao cái phương án này. Tôi nghĩ hiện nay thì cái kiến trúc xanh ấy là cái xu hướng tất yếu, mà không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới họ cũng đi theo cái xu hướng này. Thế thì tuy nhiên thì cái việc mà áp dụng kiến trúc xanh ở Việt Nam ấy thì nó cũng gặp nhiều khó khăn, ví dụ như là việc thuyết phục các cái chủ đầu tư. Như các bạn biết ấy, là kiến trúc xanh ấy thì cái lợi ích của nó là lợi ích lâu dài và lợi ích của mai sau, thế chứ không phải lợi ích của trước mắt. Thì chính vì thế mà có rất nhiều chủ đầu tư họ thấy được là làm kiểu khác, làm những cái kiểu như là chia lô bán nền chẳng hạn, là lợi ích nhanh, hiệu quả nhanh. Thì với một cái kiến trúc rẻ như tôi thì cái việc mà thuyết phục được các chủ đầu tư theo cái hướng là kiến trúc xanh, kiến trúc bền vững cũng rất là gặp nhiều khó khăn. Có thể là vì tôi là làm kiến trúc sư quy hoạch thì cái tính xã hội nó cao hơn là kiến trúc bên mảng công trình đấy, về tính xã hội trong quy hoạch nó rất là lớn, cần phải nghiên cứu rất là nhiều. Nhưng mà tôi thấy là cái tính xã hội và con người thì vẫn là yếu tố mà quan trọng. Anh Tú là người trực tiếp hướng dẫn mình các cái đồ án, rất quan tâm đến các em phía dưới, anh hướng dẫn một cách tận tình, chu đáo. Vừa rồi thì đồng chí Tú cũng được bổ nhiệm làm phó giám đốc trung tâm thứ hai. Đấy là cái khẳng định về cũng là cái nỗ lực của đồng chí Tú trong thời gian qua công tác, rất là nhiệt tình, năng nổ cũng như là chịu khó học hỏi. Thấy tại trường này thì càng ngày càng chuyên nghiệp hơn. Lúc mà tôi tham gia thì chỉ là gói gọn ở Việt Nam thôi, nhưng mà bây giờ là mở rộng ra các nước châu Á đấy, và các cái hạng mục giải thưởng các thứ cũng rất là nhiều. Và cũng xin qua cái đây thì tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức. Thật sự là đối với tôi thì kỷ niệm của giải thưởng năm 2015 là ấn tượng rất là sâu đậm và có ý nghĩa rất lớn trong công cuộc làm nghề của tôi. Nó mang tính là khích lệ, động viên, tại vì thật sự là công việc tư vấn thì rất là vất vả, có rất là nhiều áp lực, cũng có nhiều cái mà thật ra thu nhập thì lại không phải là quá cao. Thế nhưng mà cái giải thưởng này thì mang tính chất là động viên, và thấy là cái con đường mà mình đã chọn có những cái động lực và được người được coi là được gian ban giám khảo là ghi nhận. Khuyên các bạn là nên tham gia, tại vì thật ra được giải hay không được giải thì không quan trọng, cố gắng là bám sát tới 5 tiêu chí xanh của Hội Kiến trúc sư Việt Nam, cũng như là làm việc hết mình và đam mê, thì chắc chắn là rồi sẽ có một ngày sẽ được giải.